Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Ni. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm qua là anh em mình là có nhận được cuộc gọi của anh Manuel đấy các bạn. Thì thấy anh bảo là có chuyện muốn nói. Đấy thì hồi sáng là mình cũng bần ở ngoài chỗ trang trại bốn bản lan. Thì hiện tại đang trong cái vụ mới sẵn các thứ đang trông thêm đấy các bạn. Thì anh Thạch là mình bảo anh Thạch là đi qua đây trước để xem anh Manuel có cái việc gì muốn nói ấy. Thì cái này anh em mình cũng biết, hay là mình anh em mình nghĩ là ở bên vườn xoài như thế nào đấy. Đấy anh ấy có làm bên đấy hay như thế nào đấy các bạn. Đấy thì ở bên trang trại thì mình cũng đi qua đây là mình cũng hái gì anh ấy ít quả bâu các bạn ơi. Bâu. Tàng anh ấy ít quả bâu. Đấy, với là su hào, với là củ đầu. Đấy có món quà nhỏ thôi. Đấy có món quà nhỏ như vậy là để tặng cho gia đình anh ấy để có để thử thêm cái những cái rau củ quả của Việt Nam như thế nào nhé các bạn. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong. Anh Thạch là đến đấy từ trưa đây, từ lúc đây khoảng tầm 10 giờ anh em mình bây giờ mình tầm lúc đấy là khoảng bây giờ là khoảng tầm 2 giờ chiều rồi anh em mình mới đến. Dạ, có đã phâm một lần chưa? Đây là toàn bộ bầu các bạn, bầu này, su hào này, đây củ đầu đấy, một ít thải bên chỗ trang trại bốn bản làng đưa thằng cái ngày. Lâu lắm rồi, từ cái hôm sáng đến giờ là mình không đến đấy các bạn, là không đến đây. Đấy, hôm nay mới có thời gian là hôm cùng là anh ấy gọi cho mình sắp xếp thời gian là để chiêu xong việc bên kia đây là anh em mình đi qua đây để xem thế nào. Đấy, anh Thạch cứ đến trước rồi. Không biết là có việc gì muốn nói hay là muốn làm gì bên chỗ vườn xoài thì chắc chắn là chỉ có bên vườn xoài các bạn chứ cũng không có việc gì cả. Đấy, hôm nay đến nhà thì cũng thấy là rau củ đầy, ngũ, khoai các thứ các bạn. Chắc là vừa rồi cùng mới thu hoạch rồi. Esi là đi ở giá tí ra đấy. Esi ok. Đu Việt Nam. À đùa. Có ngô lan. Hôm nay thầy chặt các bạn. Cái cổ chặt nhiều nhưng đi đâu cả. Đấy. Cái cổ thầy chặt rất nhiều luôn. Không biết để sắp tới là dừng cái gì đấy. Esi đi tí ra đu phải chơi gì. Hả? À chắc là làm lại cái chỗ đâu kia các bạn. Không thấy ai ở đấy cả. Manuel. Hả? Bà xưa mà. Không, bà cái gì. Ô Manuel. Tao lá. Người dưới kia các bạn. Đấy không phải trông gì. Ê chị ra tao bà lan tao kì. Quay nè nè. Thấy chỗ này chắc là mới cây lắm lại lúa đấy các bạn. Xin nhớ đó. Cặp pin đấy. À, khi chỗ này không biết, à chỗ này chắc là hôm kia điệp về Lindo làm đấy các bạn. Trong rau, trong bao bì Việt Nam. chứ thấy léo gì. Sư kê, sư bó lá. Nơi, à lưu. À, trong tỏi các bạn, tỏi này. Tỏi nha mọi người. Úi, trông nhiều nhỉ. Mới thấy mía nhiều các bạn. Mía thì đóng nhanh, Manuel thì mía bạt ngàn luôn. Nhưng mọi người xem những cái video trước cũng đã biết đấy, rất là nhiều mía. Mía và chanh. Đấy con ngô với các thứ thì ở phía trên kia các bạn. Úi giời, và như đi trong rừng nữa thật. Ngon. Úi giời. Ui, chạy không lấy quả các bạn này. Ui, mấy tôi lên mau. Chạy không lấy quả nhiều các bạn này. Chắc là không hại bạn rồi. Quả này đang cần cứng lắm chứ thầy. Cái gì cố ví. Ô, cà pin. Đây các bạn chạy này. Ui, giời. Quả tiêu đi. Đấy là hình như nó trông rau nhé. À đây này, đây là rau. Rau điệp phải lên đâu hôm kia là trong này này. Manu! Đâu đấy? Ui giời, mịa các bạn, mịa đi. Thẳng hàng, thẳng tắp luôn. Đấy. Đặt đây lụn. Đấy, mịa các bạn này. Trời. Thẳng đột đột những người, dài những người luôn. Lâu lắm rồi, từ khi hôm ở Việt Nam sang đây là anh em mình mới đi đặt chân đến đấy các bạn. Đấy, thì cũng anh ấy gọi thì mình mới đến được thôi, chứ còn anh em mình cũng còn đang bận rất là nhiều việc. Anh Thạch đây. Ừ, mà chị đây. Chị về lấy nào.
ở bên em ở bên nông trại giờ mới qua. Oh, come on. Chào các bạn. Chào các bạn, Emmanuel. Ok, hello chào các bạn. Oh, Danny. Oh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Nous sommes bien, chef. Ok. Hôm sáng anh này có chuyện gì anh? Có chuyện gì đâu. Lên đây anh tưởng là có chuyện gì quan trọng giống như bượt được bắt tránh bắt cò nói đâu. Thế nên anh cũng nói là chứ mía bây giờ như thế này thôi. Chứ thường hỏi ý kiến anh em là cầu bến nội chỗ Vân Xoài đây. Bên chỗ Vân Xoài đất nhiều. Thì ý anh ấy là chứ muốn là đem cái giống mía đấy để sáng trồng bên đó. Rồi thích quá, rồi thích quá, ok. Còn gì nữa, chắc cái giống bên em đưa thăm anh kia trồng thì quá ok các bạn. Ui xì, cơm mê. Aqui tudo é a chuva só que abateu no sábado. Recarga da chuva não vale a pena. Sim. As plantas assim. Hoje, cara, tá bonito assim? Tá bonito, chefe. Esse assim. É doce? É, esta aí é doce, até mesmo grande já que é doce. Ok. Sim. Então, hoje, eu tá lá do fazenda do quatro bairro aí? Sim, sim. Hoje chegar aqui tem um bocado de coisa do Vietnã e tá lá para ser lá do fazenda. Muito obrigado. Esse fala suhao. 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 Yeah. Esse bau. 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 Esse curau. 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 Tá bem, chefe, tá bem, chefe. Esse pode comer cru? Cru. Esse corta depois a frita, já? Tá bem, esse aqui? Já. Esse tudo aqui vai partir, já? Muito obrigado, meu chefe. Manuel, isso quando tira fora, comer, já? Sim, sim. Também folha, também comer. Também se come. E povo, angolano. Tá bem, chefe. Muito obrigado, chefe, muito obrigado. Vai aparecer do Brati, já? Muito obrigado, meu chefe. Para comer bem. Sim, muito obrigado, chefe. Tá bom. Agradeci para o meu chefe, então, vir me visitar aqui. Sim. Então, trouxe-me essas coisas aí para nós comer. Esse tudo do vietnamita? Do vietnamita. Sim. Então vieram para nos oferecer, nós também para ter esta força, também nós também de seguir para plantar isto. Đấy, chia sẻ cái phần quà là trong đăng tài dành cho mọi người, những anh là chuyên gia nông nghiệp đấy con. Thế thì ở Guanaco. Tá bem, muito obrigado, chef. Ok, a ver para vai já. Muito obrigado, sim, sim. Ontem você liga, né? Sim, sim. Depois eu tenho que ocupar um. Ah, estava ocupado. Eu sou mandar figo para ver qual é o problema então. Qual é o figo para esse não tem problema nada. Não, o problema não foi, então só foi uma preocupação. Ah, sim. Esta preocupação é o seguinte. Yeah. Então, para o chefe Tony, então, de que então é limpar e mostrar o chefe Figo, de que então o trabalho que eu tinha ligado para o chefe Tony, que está ocupado lá. Yeah. Agradeci então a tua chegada. Yeah. É para esta cana. Ah, esse cara? Sim. Para então esta cana, para não vender mais. Não vender mais? Não. Não, ah, é? Não, não. Não, chefe. Verdade? Não, é verdade, chefe. Então, não vender mais, depois vai fazer aqui? Esta cana assim já é para plantar. Aonde? Na fazenda, lá. Do manga? É, do manga. Tudo aqui? Tudo, chefe. Tudo? Tudo. Não vai vender mais? Não, não vamos vender mais. Depois cortar esse vai... Vamos levar lá. Lá já tem espaço para... Muito espaço, chefe, muito grande. Requer com muita semente da cana. À, đấy, còn, đấy là một suy nghĩ của anh Manuel là gọi là rất táo bạo. Đấy, một người làm ăn kinh doanh, ngài rất là táo bạo luôn. Anh ấy bảo với mình là hồi như hồi nãy anh thấy bảo là sẽ toàn bộ giống mía tại vườn của anh ấy đấy sẽ không bán cái mua này, sẽ không bán một cây nào nhé các bạn. Đấy, có ăn thì cái đó thì cũng ăn thì cũng không mấy đâu các bạn. Nhưng anh ấy bảo là để thế này và sẽ để lớn thêm một tí nữa là chặt hết toàn bộ đấy. Đấy, chặt hết đứa giống ở bên này sang bên chỗ vườn xoài của mình để trồng bên ấy. Anh ấy bảo bên đất đang còn rồng cho nên là anh ấy muốn mình đến đấy để nói trực tiếp. Đấy, cái ý kiến của anh ấy như thế nào, mình có đồng ý bên đấy hay không? Được thế thì còn gì bằng đấy anh ấy. Vườn, hiện tại vườn đứng vườn không nhà trồng, anh ấy mất trồng ở chỗ nào đi. Chúng trồng mía thì sẽ trồng xá vườn xoài ra, không trồng giữa cái luống đâu các bạn. Đấy, trồng ở phía ngoài những cái... Mà đất nhiều mà. Cũng thoải mái mà anh. Nói chung là anh ấy suy nghĩ như vậy là anh em mình cũng rất là mừng nha các bạn. Quá vui mừng luôn. Đúng là một suy nghĩ quá táo bạo đấy. Táo bạo, anh ấy bảo là toàn bộ cái vườn mía cái năm nay sẽ không bán một cây nào hết, sẽ chặt đưa sang bên kia làm giống. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Đấy, một người làm ăn là suy nghĩ còn để mà kinh doanh, để mà lấy ngắn nuôi dài đấy các bạn. Đấy, để mà lâu dài, không phải là để mà làm ngày một ngày đôi. Manuel. Sim, chef. Memo. Muito obrigado, chef. Você pensa tem futuro, já? Tá bem, muito obrigado, meu chef. Muito obrigado, sim. Você pode plantar lá? Tá bem. Pode cortar esse? Sim, sim. Levar, vai plantar, depois é teu?
Tá bem, muito obrigado. Eu sou da você de terreno. Tá bem, chefe. Porque agora corta a venda também acabou. Sim. Cria e tem mais. Muito mesmo, meu chefe. Hã? Sim, assim temos que plantar mesmo. Para mim, a levantar mais, ter mais muito futuro. Aí é? Sim, sim. Como você pensa assim? Eu assim penso de que então para mim desenvolver mais. Tanto faz a família da casa, as crianças, como os nós. Então, o chefe Toninho então, nos instruiu para nós trabalhar mais com força. Ele comprou uma fazenda bem grande. Ah. Agora, então, como aquele espaço é bem grande, decidimos de nós então, levar aquela cana para plantar naquele sítio. 10 điểm, 100 điểm, nếu mà có một nút 100 điểm thì mình sẽ cho anh Manuel 100 điểm. Đừng đúng chính xác là con người của làm ăn kinh doanh nha các bạn, rất là đẳng cấp luôn, một suy nghĩ rất gọi là không phải là ấy các bạn, phải gọi là táo bạo đấy, táo bạo thì mới suy nghĩ những cái việc làm như thế. Anh ấy bảo là đất bên này đang còn rồng thì là sẽ chặt toàn bộ giống mía này đưa sang sẽ làm giống, làm luống thành một cái vườn mía rồng ở bên kia luôn. Đấy thì hiện tại đất ở bên kia thì đang còn rất là nhiều nha các bạn. Thì mình cũng sẽ đến để trao đổi với anh ấy luôn. Dạ, yeah, é assim, já. Tá bem, você pode levar esse cana vai lá planta. Tá bem, tá bem. Na planta meio do manga. Não, tá bem, chef. Ok, manda essa rua planta fora. Tá bem, chef. Fora aqui do manga. Tá bem, chef. Não, mete do tipo aqui. Tá bem, do meio tá não. Bem. Tá bem, chef. Do meio ele, depois ele, do manga ele não vai crescer. Tá bem, só tá fora, bem. Já. Sim, sim, chef. Aí mình cũng bảo anh Manuel là đưa cứ thuê bò và cái quay ở phía... cái mảnh đất cách riêng cái vân xoài các bạn gọi là ở phía ngoài cung, gọi cái chỗ nó không có xoài nữa đấy, thì trải trong cái chỗ đấy, không trong ở dưới cái luồng cái đường đi của xoài đấy các bạn, ở dưới đấy mình sẽ trong đầu hoặc cái gì đấy, nhưng mà trong mía giờ này anh em mình cũng sợ là vườn xoài nó cũng không phát triển được cái như thế nào đấy, cho nên là trong cách xa giống như ở bên này đấy, vườn mía là tách riêng biệt một vườn mía không, còn chanh là riêng. Tipo aqui, né? Sim, sim, sim. A cana uma lado. Sim, sim. Lima uma lado. Tá bem, chefe. Não mete esse do meio lá, não. Tá bem, chefe. Tá bem, tá bem. Vou fazer como aquele espaço, a fazenda bem grande que comprou meu chefe. Yeah. E ficou um espaço bem vago onde é que vamos plantar esta cana. Yeah. As plantas ficam de lado, yeah. E a cana vamos plantar no outro lado. Para tudo ficar bonito. O chefe já comprou uma fazenda bem grande. Ok, tá bom, né? Sim, obrigado. Anh Manuel sẽ bảo đấy. Anh ấy sẽ làm quy hoạch cái vườn xoài này thật đẹp nhé các bạn. Đấy. Này như vậy là mình cũng gọi là mình cũng rất là mong đợi cái đợt này để cho anh ấy là mía ở đấy là tốt lên một tí nữa, nó sẽ chặt xám lại sẽ trông. Nó sẽ một cái gọi là một cái vườn này là cái gì cũng có trong nha các bạn. Đấy, anh em mình là cũng muốn như vậy. Nhưng mà anh Manuel bảo là sẽ chặt toàn bộ mía này. Nếu mà chặt toàn bộ từng này thì hết nhiều đấy anh nhỉ. Tudo esse planta esse tudo corta aqui vai para lá, não? Tudo vai para lá, chefe. Tudo deixa a cana que está aqui, tudo vai para lá. Thì vườn bên này thì rồng thôi, nhưng mà chặt từng này cùng anh ấy cũng tốn hao biết bao nhiêu tiền của đấy, nhưng mà thôi. Anh một khi anh mới chặt cái này anh làm như vậy thì anh sẽ tính toán rồi. Rồi thế ông đưa các bạn lấy ngắn nuôi dài thì như vậy là cũng ok. À xin một chiếc Benza Bong nhá. Tá bem, meu chefe. Benza Futuro Bang. Muito obrigado, muito obrigado. À xin. Esse quando corta tudo aqui mais ou menos quanto calaluia? Isso vai levar muitas calorias, meu chefe. Hôm nay mà trong bên cái chỗ vân xoài về là hết khoảng vài hecta các bạn nhìn mía của anh này, anh Manuel này. Đấy, từ cái chỗ tịt đâu kia các bạn đi là chỗ này. Rồi đi xuống là... Tudo até lá no fundo lá, chefe. Tudo mesmo corta? Tudo vou cortar, tudo. Não vende nem nada? Não, chefe. Đấy, anh Manuel bảo là không hề bán, sẽ không bán một cây nào hết. Esse tá doce? Qual a cana aqui tá doce? Doce é qual a? Esta aqui também é doce, meu filho. Não, qual a doce primeiro? É do aquele lado? É do aquele lado, chefe. Lá, né? Sim, sim. Ah, vamos lá. Tá bem, meu chefe. Esse quando pode cortar? Quando pode cortar para a planta lá? Estes ali, assim, vamos iniciar no mês de junho. Junho? Sim, daqui junho. A chuva tudo já levantou. Junho? Ah, sim. Junho é filho do Zulu, né? Sim, sim. Ok. Aí là tháng 6 các bạn, anh ấy bảo là tháng 6 nó sẽ đưa toàn bộ gọi là chặt toàn bộ giống bên mía bên này. Thì chặt thì xong bên này vẫn cứ lên bình thường, chứ các bạn mở bên này thì vẫn lên bình thường. Rồi chặt bên này những cái cây mía lớn đấy đưa sang bên kia sẽ làm giống hết, chứ không bán để người ta đi buôn nữa các bạn. Tudo đua gà bà. Vậy bà tem um bocado só, mas já tá finalizar esse. Já está a finalizar. Já está no último. Vamos ver o que é isso. Cuia. Esses ali mesmo. Tá assim, já está no último. Đấy, hy vọng là một cái bước đột phá, cái cách suy nghĩ của anh Manuel là sẽ là thành công tại cái chỗ vườn xoài các bạn.
Ese aquí son plantas de nuevo, ¿no? Sí, ese es de nuevo. Sí, sí, sí. Rồi mà chặt thì từng này cào đưa sang bên kia tao mới về, về mấy chục hecta. Chắc là phải về là ở về mấy hecta mới đủ được các bạn. Đấy chuẩn mấy tông các bạn. Em tao được bôi cốt tà la nè. Sí, sí, vamos a cortar. Aquí nào nè? Nào, ali así nào. Ainda vamos cortar aquela já que é grande. Ah. Sí. Cái đấy để lại con chặt ở phía dưới kia các bạn. Cái màn phía dưới kia. Đấy để mà trồng trọt. Một suy nghĩ rất là được ấy. Mình thấy tích cực ấy. Sau này sẽ bên vườn xoài sẽ có này mía này, chanh, cam, quýt, xoài các bạn ấy. Đấy để cho anh Manuel anh ấy quy hoạch cái này, anh ấy là sẽ hỗ trợ mình nhé các bạn, hỗ trợ mình người đứng sau. Đấy. Sẽ là chỉ đạo bên kia. Sí, sí. Em no, em no. Sí. Como si mana sabes. Banana ya ta. Tira. Vô chuối chín rồi. Nhấc chết đó luôn. Quả chuối chuối chín cái những gọt anh Thanh. Rồi. Tá bom. Doce. Sim, senhor. Se não tá com cereja. Obrigado. Cái của rêu. Chắc là rồng quả không nhìn thấy mà cái lá này lắm em. Chị nên đây. Ngọt. Chờ đây bên đây. Chị đến máu đó. Ai mới rẽ gì. Rồi bắt đầu otro đấy. Assim, Manuel. Sim, chef. Você pensa bem? Muito obrigado, sim. Por isso, leva esse cana. Tá bem. Você planta lá. Tá bem, chefe. Depois é teu. Muito obrigado. Leva, vai lá, planta lá, depois é teu. Não é meu, já? Tá bem, meu chefe. É. Do mesmo. Assim, então, antes de fazer este trabalho, sim. Primeiro ainda tenho que conversar com o chefe. Ah, sim, pra sim. Para me dar essa prioridade, se dá para mim ir para plantar. Sim. Conforme assim o chefe já disse, traz para plantar, fiquei totalmente bem contente. Mừng sướng, cái thầy bảo mình đồng ý cho trong... thì cho trồng các bạn thì đặt đai thì trồng như thế để cho anh ấy trồng, sau này là để anh ấy thu hoạch thôi, trồng để cho đẹp vườn, để cho vườn sạch sẽ, sao trong vườn cái gì cũng có. Sau này thương lại đến mua mía thì sẽ có, sẽ người ta sẽ mua xoài này, mua cam này, mua chanh này, đấy như thế cũng người ta tạo một cái nến sự, một cái marketing đấy để cho được những người như anh Manuel ấy sẽ tận dụng những kiến thức của anh ấy để phát triển tốt hơn cho người dân bản ở đây các bạn, không phải một anh ấy đâu. Mía này thôi. Cái miếng này chắc là mình có ta leva vai lá. Tudo vai se levar, meu chef. Tudo leva vai lá. Tudo mesmo. Então, você tem que mandar essa rua. Tá bem. Vai essa rua lá. Tá bem, chef, tá bem. Ah? Sim, sim. Ah? Porque assim só tive a espera ainda da resposta do chef. Ah, de tá que bom. Vem virar, yeah. Pra depois trazer pra plantar. Yeah. Assim conforme já me deu esta orientação, vou ter já muita força. Tá bom, obrigado. Obrigado, sim, meu sim, chef. Sim, bom trabalho. Tá bem, para chef. Depois ficar muito rico. Tá bem, meu chef. Hy vọng là sẽ cái dự án này là sẽ là phát triển tốt để cho cái tương lai của ngoài anh Manuel, để người dân bản này còn học hỏi những người như anh ấy các bạn. Những người này mà không tận dụng được cái cơ hội thì cũng lãng phí quá. Như anh mình thì cũng không nghĩ đến cái vấn đề này đâu các bạn. Đấy, mình chưa nghĩ đến vì hiện tại là đang còn rất là nhiều việc. Đấy, nhưng anh ấy là vì anh ấy là có thời gian mà một mình ở bên kia. Đấy, vừa trồng mía này, vừa trồng cà rốt, hành, các thứ dưới là cả cùng các em đây nữa là sẽ chăm sóc cái vườn xoài cho mình. Trước mắt thì cứ chăm sóc tạm thời như vậy cho mình đã, để vì hiện tại bây giờ mình quá nhiều việc. Đấy, mình ít khi mình đi qua đấy để cho anh ấy là làm cái này cho sạch sẽ gọn gàng. Então assim, eu tenho muito cuidado. Tá bem. Muito de bairro quero ajuda. Então por isso você fica do manga. Qual a coisa você quer? Só liga para mim, fala só. Não vou ligar nem para você. Liga, fala só. Aluga seu trabalho, depois tudo. Manga bonito. Muito obrigado, meu chefe. Você vai plantar de cana, depois ajuda também outro. Tá bem, chefe. Ajuda a Dani também. Ngồi này hôm sau đi, để mua cái giống mía, mía giống như cái trẻ của mình ấy. Đâu kia là em nói là cái mía đâu ngon, đâu sau đây. À, nói như mình nói với anh Manuel đó, để chồng thì cùng để trong vườn. Você depois fala Manuel vende cana, tira salário, compra cana, leva vai lá planta. Quero tibular, né? Depois ajuda ele também. Não, vou ajudar ele. Vou ajudar ele do meu sobrinho. Đấy, để cho mọi người là có cái công ăn việc làm, phát triển rất là tốt nha bạn, ok đấy. Theo cái hướng này là mình thấy rất là ok. Aonde cana? Agora, este é o tipo aí, chef. Liga. Também temos que levar. Este tipo também, quando crescer, rende muito dinheiro. Ah, é? Sim. Este é diferente, chefe. Este é tipo de... Qual é a de cana? Este é um biazinho, mas... Nhat, né, mano? Este aqui é diferente, meu chefe. Ah. É. Este aí, o tipo é diferente. Isso não é novo? Não é antigo, né? Não, é novo. Novo. Esta cana, esta semente é da canjala. Canjala? Sim. Esta semente. É doce? É doce, muito doce. Doce, mas...
ta Levi. Si, Levi chef. Levi này. Đấy, anh Manuel bảo là cái giống này là sẽ trong sau này sẽ có bán được rất là nhiều tiền, năng suất rất là cao các bạn. Chúng ta ở sinh thì bố cốt à, junior nè. Junior. Ôi, apari à cả bố. Chúng ta uống mệt mày không? Ừ, uống mệt gì mày. Còn khoảng một tháng rưỡi đấy các bạn, nó sẽ chặt chặt toàn những cái cây mía từ cái màn nửa phía dưới này đi xuống đây, là anh sẽ chặt hết. Ê, xin được bố phát cốt ta đấy. Sì. Cái mía này này, nó cái vỏ mềm là chắc có lại được nhiều này. Đâu anh? Bấm nước mắt. Bấm mình đi vào đâu cũng bảo. Hả? Bấm vào á. À đúng rồi, các bạn bấm vào này hay. Mà cái này chắc có lại là được nhiều đấy, mềm là được nhiều. Một mềm mà. Đấy, nói chung là được chứ vậy thì anh em mình quá mừng các bạn. Đấy, quá mừng vì anh ấy từ nói, anh ấy từ làm. Đứa sau này mình cho mừng đặt thôi. Trông xem sáu là ok, sáu là quá đẹp. À xin ta bông. Ta demo xin. Bên xa futuro. Nguyên tù mê. Suy nghĩ rất là dài. Đường, có lẽ anh ấy suy nghĩ một cái đường rất là dài các bạn. Không phải là hôm nay trong một tuần này mía đã chặt rồi bạn lại tiền ăn là đâu không. Đấy, đẳng cấp. Gọi là một cái suy nghĩ của một cái người làm kinh doanh là mình đáng phục này. Đấy, đi có đồng hành được sáu, cùng có anh Manuel, anh quản lý và anh Domingo, các bác trưởng bản, thầy hiệu trưởng. Là những người rất là thông minh và nhanh nhẹn, đấy những người có đầu óc, nhưng mà chủ yếu là do cái kinh tế và cái hoàn cảnh bây giờ đang rất là khó khăn, cho nên mọi người chứ ai là gọi là dám đầu tư lớn các bạn, vì cũng cái số tiền cũng rất là lớn, cho nên anh Manuel ở đây là có của nhà không bị đi mua thì mới dám đầu tư ở phía về bên phía bên ngoài. Nhưng mà nếu mà của nhà như vậy, suy nghĩ như vậy là mình cũng cảm thấy rất là ok, vì là rất là táo bạo. Vì nếu như những người khác sẽ là suy nghĩ mía được từ ngày nhiều này ngay được khoảng là thu hoạch được khoảng mấy xe ô tô thì bạn ấy bán bớt đi ha, để với lại tiền là, nhưng mà không bạn chặt đứa thằng kia trong. Ok, bom trabalho, muito obrigado meu chefe, boa sorte para ti, já muito obrigado, muito bom, muito obrigado meu chefe. Trong vườn của anh ấy có khoảng mấy chục loài mía đấy các bạn, mấy chục loài mía đấy. Esse banana já chata, ora assim mano come você também, já ora. Agora, este é o outro tipo, meu chefe. Hã? Este é o outro tipo. Cái giống này. Cái giống mía này các bạn ơi. Cái này mới ngon này. Ngắn mắt đấy này. Cái loại ngắn. Sao mà mắt ngắn thế này? Este é mais o outro aí. Mắt ngắn thế nó mềm, mắt nó mềm. Esse tá fica assim? Sim. Ele é mesmo assim, mas quando você ele come tipo é mandioca. Ah, é? É sim. Tipo Vietnam mesmo? Assim, até no mês de junho já tá pronto, né? E cresceu. Tipo do Vietnam. Nó Việt Nam, ở Việt Nam mới có cái mía gì mà lá bằng miếng ngắn ngắn mà. Mà ok. Mặt ngắn này đâu. Này mặt các bạn mặt nhiều này. Tipo suy suy sim. Sim. Outro fica assim. Ele é bem leve este aqui. É outro tipo diferente. Leve. Sim. Muito leve mesmo. Muito, muito. Tá bom. Là trong một cái vườn mía mà toàn là đủ đầy đủ các loại giống mía. Đây mía giống gì cũng có hết. Esta planta. Ah, eu sei já. Sim. Đu đu kê. Tem mais outro tipo? Đu la né? Đu la compra depois de voltar, né? Onde é que tem bonito espaço? Aqui. Ui, vai lá, ele không biết đường ra lạc các bạn. Ô, é isso que? Isto é gozo, é a lagoa para a motomboba puxar meu chefe. Ok, porra! Está bom! Ui, các bạn này. Ê, đau áo này, đau hô chữ trừ nước này. Đúng là người thông minh của khả này. Ê, chị ta phun đúng? Está no fundo, chefe. Muito fundo? Sim. Assim a chuva quando vai levantar, vamos aprofundar mais. Uso! Esse tem. Isto, tem barulho aqui? Tudo no fundo assim, quando acabar, vamos aprofundar até que eu vou não aparecer. Ah, é? Sim, assim é tirar, depois é procurar o cimento. Ok. Tem barulho aqui? Aqui tem barro. A frente, no fundo tem areia. Hã? No fundo tem areia. Areia ou de barro? É, tudo está misto. Mita? Sim. Esse bordo de planta de arroz? É, agora, esta aqui onde que se entra a motobomba, yeah. Para puxar, para nos ajudar lá. Ok. É, dá. Aí, này, không biết dá. Có được lúa không, bạn ơi? Vì thấy anh Manuel bảo đau là xuống dưới sâu là có bùn. Đấy, để mình xem nào để mà chỗ này mà trồng lúa được cái này. Thấy không, này? Như thế đào hồ này, để dự trữ nước cho mùa nắng này các bạn này. Đã gấp. Giống là có những người anh làm nông nghiệp giỏi thế này thì anh em mình cũng rất là vui nha các bạn. Ơ, mông hay mốn ở phía sau kia, mông anh thấy cái mốn đấy, có đều là mốn chứ cũng không ăn củ ấy. Tiếp mà cái đấy là mốn ngựa. Cái đấy ngựa đấy, ăn cái làng hay ngựa ấy. Ăn làng ngựa ăn củ chứ. Ờ đúng rồi, ăn củ cũng ngựa. Ê, xin cá nào đi ở phía này đi. Xin cá nào.
Alla goa che tiene andato mi ha orientato il chef. Già. E sta qui che si fece. Ok. Era un 8 persone. 8 persone. A cava. Ok. Ma così, qua sciuva che sta a caire molto. Così, quando levantare, vanno entrare mai di nuovo. As motos bomba puxa água para acabar e vamos aprofundar. Ok, puxa mais lá. Sim, sim. Ah, anh ấy bảo là hôm qua mưa nước đầy cho nên đang đang đào để đang đào sâu hơn rồi nha các bạn, đang đào sâu. Đấy, đang thuê người đào sâu. Đấy, rất là kinh nghiệm, nghĩa là từ làm từ ý thức được cái mùa nắng lên không còn được ấy các bạn, đang làm hồ để mà dự trữ. Đấy, chắc nhiên thì cũng có. Đấy, dẵng thẳng luôn đấy, cọc ra cọc đấy, rất là đẳng cấp luôn. Chuẩn của anh Manuel đấy các bạn. Ok bạn, thì hôm nay như là đi rào dưới vườn mía của anh Manuel đấy. Úi giời, và ông đấy là lạc lối ra luôn đây. Bây giờ anh em mình lên đây ngồi. Đấy thì anh Manuel thử chặt cho anh em mình bốn cái loài mía khác nhau là lên đây thử ăn thế nào. Esse é do Manuel? Esse doce? Esta carne é bem doce, meu chef. Mất tên à? Esse tipo o quê? À đấy nha bạn, những cái mía nhiều cái trúc này hay. Cái trúc. Mất ra đây để cắt tên à chứ? Tá bem, chef. Esse você come já? Tá bem, muito obrigado, meu chef. Muito obrigado, mano. É doce. Doce, việc đa đi, né? Đấy, các bạn, đấy, đến là... Bên doce, bác sĩ. Đấy, anh ấy bảo là sẽ cắt toàn bộ số giống này là sẽ là đưa sang bên chỗ vườn xoài để trồng. Nó đang thử để xem như nào. Nhìn nghe có vẻ ngọt anh Thạch ạ. Đấy, anh Thạch ạ. Thử ăn xem. Em đang đi có vẻ lá. Yeah, yeah. À, để thằng đi ăn cái kia. Đấy, thử mỗi cái mỗi tí các bạn. Những cái miệng này rất là đẹp mặt. Hay là chúng anh này mà đưa sang bên. Hả? Một cái không? Rock, rock. Hả? Em bê đồ xe mẹ chef. Một lìm luôn này. Đồ xe mẹ mù. Gặp bao nhiêu em mò lê. Mò lê, đồ xe. Đồ xe mò lê. Các bạn, một đường cơ bản này. Đi đầy lắm. À đồ xe. Mình đồ đôi. Nào, ở Milo có mấy cái lá xong cái đàn được anh. Cái giá vô à phía này chứ. Có rất bonito. Ừ, có rất bonito. Ngọt lý muốn đi được giờ nào. Bên mole. Yêu lê đô xì. Đô xì mày mùi ra. Em bên đô xì. Tao dù nhu nế. Dù nhu mẹ chèm. Junho corta todo o lamo. Tá bem. Assim, Junho, tudo vamos cortar. Aí, ó. Para levar na fazenda grande que comprou o meu chefe. Aí, mano, thì, như hồi nãy, anh Manuel đã nói ra cái ý mong muốn của anh ấy như thế. Thì mình cũng sẽ là chấp nhận cho anh ấy là để trong bên kia. Đó. Eu tenho que fazer a primeira coisa, ainda vou ligar para o meu chefe. Yeah. Quando dizer que corta, assim vou cortar. Vai, inicia a virar com a charrua, vamos a virar com a charrua. Para meter então, ao lado onde que não tem planta, onde que vamos plantar. Onde que tem as plantas de mangueira, fica mesmo em vago. Sim. Assim, depois lá também tem cana, aqui também tem cana. Tá bem, meu chefe. Vocês são ricos. Sim, sim, meu chefe. Você pensa muito futuro mesmo, muito distante, é muito melhor. Muito obrigado, meu chefe. À, đấy, bạn, một người là chuyên về nông nghiệp, đấy, nhưng mà giảm chơi, gọi là giảm chơi lớn đấy, giảm bực vào cuộc chơi, gọi là người đã kinh doanh ấy, rất là đẳng cao luôn. Đấy là chúng mới đưa cả cái vườn mía này sang đưa cả cái vườn mía giống nó còn chặt thì ở đấy chặt xong thì nó lấy thôi anh đúng không? Chặt xong thì nó có lấy được khác thôi. Bình thường mà. Esse aqui. Esse corta depois ele crescer mais, né? Sim, vai crescer. Então depois tem dois fazendas de cana. Tá bem, meu chefe. Ah, não é? Sim, sim. Você planta lá do minha manga, são bonito ainda. Tá bem. Depois você volta aqui, crescer depois, bota de nascer mais filho. Muito obrigado, meu chefe. Sim. Bởi vì cái hôm trước anh Manuel nói ra nhá, nó kiểu người dân xung quanh anh là những con cổ không vất vả, anh cũng muốn giúp với em. À, chắc là cùng nhớ dân để làm ở đâu hơn. À, có nhớ, mà có cái dân làm nhá, đấy, anh với anh đâu. Ừ. Anh là chủ yếu đường chỉ đạo thôi, người dân làm. Có kiến thức là một cái lợi thế rất lớn nha các bạn, nhưng mà cũng phải là có kinh phí để mà đầu tư nữa. Nói chung là như anh Manuel đã phát triển rất là tốt rồi. Bây giờ dám mở rộng cái vườn mía ra nữa thì mình nghĩ là cái chuyện này là quá hợp lý luôn, không có gì để mà bàn cãi nữa hết. Đấy, mình cũng nói với anh này thôi. Lúc nào cần cái gì thì cứ gọi cho mình chứ không cần phải mình đến đâu. Đấy, cứ muốn làm gì bên vườn xoài thì ta rất là rộng. Đấy, hiện tại mình chỉ mới là cày rồi xong là sẽ làm
để cho quy hoạch lại thế đó. Xong rồi mình trồng ở phía dưới bên xoài đã, trồng đầu, trồng mọi thứ, cà rốt, cà chua ở dưới kia đã. Còn xung quanh thì anh đưa mía lên cho anh trồng một vườn mía luôn rồi. Sau này sẽ phát triển rất là tốt. Để nhân rộng mà sẽ được đưa đi những cái nơi khác để mà cho người dân trồng thêm mía đấy các bạn. Vì là mía của anh Manuel thực tế mà nói là rất là đa dạng. Từ tất cả các loại mía mềm, cứng, đây là như nào có hết, đây là đủ loại màu sắc và đủ loại, có loại thì mía dùng để làm được mía, loại thì có thể ăn như này mềm. À xin ta bông. Cảm ơn mọi chef. À xin ta bông nhá. Cảm ơn mọi chef. Bông ta ba liu quả tí. Muito obrigado mọi chef. Depois fica bom do manga já. Muito obrigado, agradeci mesmo. Mọi chef. A tua orientação foi boa. Yeah. Até vai me dar mesmo para crescer o meu futuro. Então, sim. Depois você, tu filho tem comida. Tá bem, tá bem. Sim, sim. Aí thì ok các bạn, ngày hôm nay là anh em mình quay trở lại với anh Manuel và đón nhận một tin rất là vui mừng, gọi là vui mừng nhất. Đấy. Khi mà anh đang suy nghĩ táo bạo và sẽ chặt toàn bộ vườn mía này, không phải toàn bộ hết cả đâu các bạn, những cái nào lớn ấy, hầu hết phần lớn trong vườn nó sẽ đưa sang bên kia để nhân rộng bên vườn xoài. Đấy, sẽ trồng thêm một cái vườn mía bên vườn xoài. Thì ở bên đấy thì anh ấy trồng, thì để sau này anh ấy thu hoạch là của anh ấy các bạn, còn mình thì chỉ cho mượn đất làm để đời cỏ thôi, vì là diện tích hiện tại rất là rộng. Mà là trồng phía bên đấy thì không trồng ở dưới cái luống vườn xoài các bạn, trồng phía ngoài. Đấy, trồng phía ngoài thì anh ấy cũng đã biết rồi, giống như của anh ấy ở đây để tạo đến một cái khuôn mía để sau này anh ấy là có phát triển hơn, đấy, có thu nhập tốt hơn trong cái cuộc sống. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giả Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Tạm biệt ông phụ tử đường. Tạm biệt mọi chef. Ngọt.